này khá là to mọi người này. Gầu nó, nhìn gầu chưa? Con này đang chuẩn bị bán. Thì rất dài nhá. Máy thì khá là cũ rồi. Gầu này. Bất động làm nghỉ trưa luôn mọi người. Rồi lên đường tiếp tục. Máy xúc cần cẩu đang làm việc ở khu vực công nghiệp nha mọi người nhá. Đấy, đang di chuyển đấy. Tiếp tục làm việc. Con này thì khá là to, nó tầm khoảng 20 tấn. Là hãng Samsung. Mọi người xem video của máy xúc cần cẩu cho mình một like và một share và một chia sẻ nhé. Rất là vui được phục vụ quý anh chị và các bạn đam mê máy xúc cần cẩu. Mình rất là đam mê nhưng mà chưa có điều kiện để đi học. Thế nên là rất là thích quay những loại máy xúc cần cẩu như này và xe ben. Mình rất thích cả những loại như thế nhưng mà với điều kiện đang bận bị quá chưa đi học được. Thì đang san lấp cái mặt bằng như này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Này rất là khỏe, tầm 20 tấn thì mình nghĩ cái này nó phải vào tầm khoảng 16-17 lít dầu cho một tiếng đồng hồ làm việc đấy. Thôi mình chia sẻ vậy thôi nhé, bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào.